Tôi rất là ấn tượng với lại ekip Sao Quả Sao Kim. Nhất là cái bạn biên tập là tên gì ạ? Bạn Cao. Bạn chọn trang phục cho riêng tôi và Lê Dương Bảo Lâm rất là sặc sỡ. Tôi đi làm nghề cũng lâu lắm rồi tôi mới nghe được cái câu là hồng pastel. Hồi nào cam pastel, hồi nào giờ không thiệt sự không có bận mấy bộ đồ đó. Sắp tới mọi người sẽ thấy đồ của tôi. Trời ơi, bận vô xong rồi thiệt sự có đến bữa nay nè. Đen rồi còn kim tuyến nữa. Trời ơi trời, không có đúng một cái lứa tuổi nào của tôi hết. Lê Dương Bảo Lâm hồi bận bộ đồ vô nhìn nè nè, coi nè, Lâm em khoác áo là em vô Bảo Lâm. Đó, thấy chưa, thấy ai nên tôi đi hát được chưa? Số gì ra con số gì ra số gì ra. Rồi, đó coi coi nè. Cứ vậy đó. Không thể sang được, ai cũng nói tướng tôi sang lắm. Đó, tôi bận bộ đồ vô không thể sang được. Trời ơi, hai anh em. Kim tiếng lập lãnh luôn nha. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Dòng nhạc trữ tình. Bận mua đồ, trời ơi. Muốn xỉu. Một hồi nữa coi nè. Coi Kim tiếng Kiệt cũng bận mua đồ chiếu chiếu. Mà coi cái sự sang trọng khác luôn. Stylist của chương trình đây. Mọi người đây là cái người mà bắt nghệ sĩ bận phục trang theo ý của bạn này. Bạn này nói là bạn này có một con mắt rất là thẩm mỹ đó. Như là đi làm mà bận nguyên bộ đồ chú hề. Tất cả các màu nghệ sĩ bận 15 số rồi có trên một bộ đồ của con, thấy không? Vậy sắc cầu vọng, thấy không? Uống gì nữa? Đêm mà nóng lắm bây giờ mình. Đâu có nóng đâu, đứng ngay máy lạnh mà còn đổ mồ hôi nè. Đâu có nóng. Mồ hôi đầm đìa là đâu có nóng đâu, đứng ngay máy lạnh nè. Máy lạnh để 18 độ nè. Mà cái lưng ướt nhẹp mồ hôi nè, nói dốc đâu trời. Mình cũng lớn tuổi rồi, có gia đình rồi, đọc cái tin nhắn. Anh ơi bận xanh nổi chuối nha. Mà phét. Cam pastel. Hồng cánh sen. Bận mấy bộ đồ mà không có đúng cái lứa tuổi mình không à. Bận bộ đồ mà không khác lên hình con tôi kia coi. Bà tham gia chương trình, bà bận đồ nổi quá bà. Là 3.2 tỷ. Bây giờ em lấy sợi này em đổi những cái hợp đồng chụp. Nếu mà em làm điều đó thì anh ngu gì đổi em ơi. Nhưng mà nha, em thoái này nè, xíu quá. Ba cái đồ này. Rẻ rùm. Rẻ rúng với rẻ ồn. Số mấy giờ? Dạ em mang số 42.5. 42.5 là bằng chân anh đó. Lấy mình đổi đâu? Hiểu ý anh chứ? Dạ em hiểu mà, anh trai mà. Đời anh có gì đâu đổi em. Cho thì lấy chứ không có đổi. Giang sự như ý, bình an vô sự, kho tỷ. Giảm cân. Em làm đầy giảm cân. Thế là anh em mình gọn gọn không à, đúng không? Ốm quá. Ốm. Biết làm sao nếu anh em mình ốm nữa chắc nội xương. Không, nhưng mà anh trai em. Có rồi, có rồi. Anh trai em sẽ là người quan tâm về chủ đề này nhất. Nhưng mà không phải đơn giản đâu, anh trai em giờ này da mặt đẹp nha, không cần make up. Em hỏi đi anh, em hỏi tại sao da mặt anh đẹp? Tại sao da mặt anh đẹp vậy? Nhờ uống đông trùng hạ thảo kim cương vàng số 4 E Bầu Cát 1 nha quý vị. Hey. Có địa chỉ rõ ràng nha mọi người ơi. Da mặt đẹp cần uống sữa tươi không ta? Lâm ơi, dạ. Da mặt đẹp cần uống sữa tươi. Dạ được anh, sữa tươi, mình lấy sữa tươi mình thoa lên mặt mình, da mặt mình cũng đẹp đó anh. Cái gì tươi mà thoa lên mặt là đều đẹp hết. Vừa ra lấy lên thoa liền. Dạ đúng rồi, sữa tươi vừa ra mình lấy mình thoa lên mặt liền. Dưa leo mình đắp lên mặt cũng đẹp nha anh. Đừng đắp dưa mắm nha đâu. Ủa cái đông trùng hạ thảo của em, đúng
vô phải giảm mỡ bụng không? Mình muốn giảm mỡ bụng là mình uống đông trùng hạ thảo cho mình chạy bộ nữa. Hoặc là mình mua thiếu đông trùng hạ thảo cho mình chạy đó. Giảm mỡ bụng nhanh lắm mọi người. Không nha em, không nha. Mày thiếu lắm. Kinh doanh mà thiếu thốn quá. Không luôn em ơi, trời học đông trùng được có nhiêu lời đâu em ơi. Mày chạy góp gì em ơi, tội nghiệp tụi anh em ơi. Nè, ghi đặt mấy hộp nè. 5 hộp nha, 5 hộp tiền tươi liền. Ship 5 hộp nè. Gin mới vừa đặt 5 hộp liền của anh Luật. Cho Gin Tuấn Kiệt nè. Rồi, cho anh 10 hộp thôi. Có qua đơn luôn nha em ơi. Rồi, đẹp kết rồi cô. Công việc em sao em? Dạ, công việc em ổn. Bé này cái giọng nhỏ nhỏ, giọng như con chim á. Giọng nó quá. Được. Không, giọng dễ thương quá trời. Giọng này mà rỉ rả vô tai trai là chết. Không có. Có người yêu chưa em? Dạ có. Rồi, có người yêu rồi. Người tuổi này không có là cưng. Yêu chắc cưng em lắm hả? Thôi không có cưng em hả? Giọng cưng quá trời. Này mà năn nỉ mà mua cái gì á chắc chịu liền đúng không? Dạ, dạ em nói anh Lâm chịu mua không? Hả? Không được, tại mình đâu có. Tại em bữa em thấy chị Quỳnh live stream. Chị Quỳnh live stream cái gối thấy cưng lắm. Rồi. Dạ anh Lâm tặng em gối. Rồi anh có đem vô kìa mà tạm tiêu lực kìa. Dạ lát em lấy luôn nha. À em kỳ vậy. Bé này mới gặp xin đồ rồi cưng. Không, tại em bữa em thấy chị Quỳnh live stream có chị thương á. Ủa là vô tình lấy hả? Không, em thấy chị Quỳnh ngoài á. Ủa vậy hả? Dạ tại vì cứ mỗi ngày đi làm về xong rồi hay lướt đưa tiết đồ á. Xong thấy anh chị hoài luôn. À vậy nó hiện lên hả ta? Dạ. Nó hiện lên phải không? Thành ra lâu lâu mới gặp nhưng mà giống như người nhà á, ngày nào cũng gặp trên đưa tiết. Nhưng mà chưa biết chưa có mua đồ gì hết. Cuối cùng rồi cứ mua, bác cho cái gối mà. Không bán em sao vậy cưng? Thôi em giàu có mà em xin cái gì em ơi. Trời ơi khổ ghê. Không cho nha quý vị nha. Không nha, không nha. Ủa bên hàng đẹp quá à. Rồi siết chị ơi. Vô đoàn đó nha. Vô đoàn của em đâu ạ? Dạ Minh Hằng vô rồi mình đi về đi ạ. Rồi Minh Hằng. Hát lót. Hát lót cho Minh Hằng mà tưởng đâu là vô đoàn tới. Minh Hằng tới là không được hát không? Không được hát về. Về em ơi. Hôm nay chủ đề là giảm cân làm đẹp. Làm đẹp thì phải ăn trái cây rất là nhiều. Ăn trái cây thì nó rất là nhiều vitamin và làm cho da mình rất là đẹp. Đây mình là ăn hết rồi. Một ngày mình ăn một miếng này thôi là mình no rồi. Nãy giờ chị thấy em rất là ăn nhiều miếng, em nói gì vậy? Đừng bao giờ nói với người phụ nữ ăn một ký bún buổi sáng. Hôm nay là Harry có nickname là heo và có một bạn cũng nickname là heo nhưng mà thật ra heo đầu tiên là bạn kia, mình là heo sau. Heo đời sau hả? Dạ heo đời sau. Dạ xin mời. Bây giờ nhưng mà bây giờ mình đã hết heo rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nickname heo nó dễ thương nên mình vẫn xài mà thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tên ở nhà. Tên ở nhà, à cái đó tên ở nhà. Với lại nên là bạn với lại fan gọi. À. Mặc dù hết heo rồi nhưng mọi người vẫn gọi là bé heo. Em nói chuyện này hoài rồi mà chị gặp em cũng nói chuyện này luôn. Em còn nhỏ xíu luôn, bây giờ em lớn rồi, em hai đứa con rồi đó. Mà chị Hằng công nhận chị hay thì thôi là ý là lâu năm rồi. Ế lâu năm á. Đây không phải là ế bị ế mà là đây là chủ động ế nha. Đúng rồi, đây là muốn chủ nhà con gái rất là mạnh mẽ, hiểu không? Không có dựa vô ai hết, hiểu không? Không chị phải, theo xu thế. Theo xu thế. Đúng rồi. Xu hướng là dạo này là nó vậy. Đây là trendy, đúng không? Đó. Đó chuyện bình thường. Con gái cứ sớm chi thì mệt cực, cổ muốn chết. Có cực không? Cực chứ, giống như đây nè.